cộng đồng mạng Nhật Bản và Trung Quốc đã bĩu môi, nói điều này khi biết Việt Nam thẳng tay loại bỏ chữ Hán, còn Nhật Bản thì không. Việt Nam Stronger xin chào các bạn. Các bạn thân mến, đã hàng trăm năm nay, nước Việt Nam ta đã sử dụng chữ quốc ngữ với tên gọi thân thương là tiếng Việt. Đó là thứ chữ viết được các nhà tri thức tiên tiến đầu thế kỷ 20 ca ngợi là hồn trong nước, là công cụ kỳ diệu giải phóng trí tuệ người Việt và thậm chí là khẳng định rằng nước Việt Nam ta sau này phồn vinh hay suy vong cũng là do chữ quốc ngữ. Cũng chính vì chữ quốc ngữ rất quan trọng nên hành trình người Việt Nam bảo vệ sự trong sáng của tiếng Việt chưa bao giờ là dễ dàng. Ta từng trải qua 1.000 năm Bắc thuộc, từng bị tiếng Hán xâm lấn từ mọi phía. Nhưng may sao, âm mưu của Trung Quốc không thành khi Việt Nam đã thẳng tay xóa sạch chữ Hán và thay hoàn toàn bằng chữ cái Latin như bây giờ. Điều này khác hoàn toàn với Nhật Bản. Nước Nhật cũng có ngôn ngữ riêng, thế nhưng mà họ vẫn bị chữ Hán xâm lấn rất mạnh mẽ. Sự khác biệt giữa Việt Nam và Nhật Bản khiến người Nhật rất bé bàng và mất mặt. Mới đây thì họ đã lên mạng bàn tán và tìm lý do để lý giải. Vậy cụ thể netizen Trung Quốc, Nhật Bản đã có quan điểm thế nào khi biết điều này? Mời các bạn hãy cùng mình tìm hiểu trong video hôm nay. Chuyện là mới đây, trên một trang chia sẻ kiến thức của Trung Quốc có chia sẻ bài viết với tiêu đề như sau. Tại sao Việt Nam lại bỏ chữ Hán? Trong khi đó thì người Nhật vẫn giữ một số chữ Hán trong ngôn ngữ của họ. Chuyện gì đang xảy ra? Bạn nghĩ như thế nào? Bài viết này đã nhận về rất nhiều quan điểm khác nhau của cư dân mạng người Trung Quốc. Trước khi đọc bình luận của người Trung Quốc thì chúng ta hãy cùng điểm qua một vài thông tin quan trọng trước nhé. Các bạn biết đấy, chữ quốc ngữ của Việt Nam chúng ta hoàn toàn là chữ Latin. Đúng là chúng ta có một số từ ngữ được mượn từ tiếng Hán gọi là từ Hán Việt. Nhưng tất cả những chữ này đều được dịch ra thành tiếng Latin, cả về cách đọc lẫn cách viết. Tuy nhiên ở Nhật Bản lại khác, người Nhật có 3 bộ chữ cái như sau. Chữ Katagana và Hiragana là chữ thuần Nhật, các chữ tượng âm, còn các chữ Kanji của Trung Quốc là chữ tượng hình. Trong video hôm nay thì Việt Nam Stronger sẽ cùng với các bạn đi tìm hiểu xem người Trung Quốc và Nhật Bản nói gì về vấn đề này nhé. Trước hết là người Trung Quốc, họ rất quan tâm đến vấn đề ngôn ngữ của Việt Nam. Vậy nên là khi có một bài viết đặt dấu chấm hỏi vì sao suốt 1.000 năm chữ Hán không thể xâm nhập vào Việt Nam, nhiều netizen Trung Quốc đã để lại những bình luận khá khó hiểu như thế này. Tiếng Việt có rất nhiều từ mượn từ Trung Quốc, chính nhờ điều này làm nên sự hấp dẫn của ngôn ngữ Việt Nam. Người Việt gốc Hán, không tin có thể làm xét nghiệm ADN. Việt Nam chịu ảnh hưởng sâu sắc của văn hóa Trung Quốc. 70% từ ngữ đồng nhất với Trung Quốc thì nay lại diễn đạt bằng phiên âm. Đáng xấu hổ cho Việt Nam. Thích Nhật Bản hơn Việt Nam, tiếng Nhật hay hơn tiếng Việt. Tiếng Việt Nam đang tấn công trên mọi mặt trận đó. Tôi bắt đầu thấy e sợ với quốc gia này, hãy tiếp tục quảng bá tiếng Trung nhiều hơn. Tiếng Việt làm sao so sánh được với tiếng Hán phong phú và nhiều màu sắc? Một số người trong chúng ta khẳng định coi nó là một ngôn ngữ man dợ có cùng địa vị với tiếng Trung Quốc. Điều này thực sự nực cười. Tôi thắc mắc, văn bản ghi lại lịch sử Việt Nam được viết bằng chữ Hán hay là chữ Việt, chữ tượng hình tốt hơn? 60% từ vựng của Việt Nam đến từ tiếng Trung Quốc, và hơn một nửa trong số 40% còn lại có thể được thêm mới sau khi thực dân phương Tây đến. Tôi đã từng học qua tiếng Việt và thấy khá nhiều điểm chung với tiếng Hán, có thể nó là một trong quá khứ. Tuy nhiên, tiếng Việt phức tạp và khó học hơn nhiều, dễ gây nản. Tiếng Hán tốt hơn, chữ viết tượng hình tốt hơn rất nhiều. Đó là tinh hoa của nhân loại, không có lý do gì, nhưng tôi không thích tiếng Việt. Dù không thích Nhật Bản, nhưng ít nhất họ vẫn giữ ngôn ngữ gốc của họ là tiếng Trung Quốc. Sau khi đọc các bình luận này thì các bạn thấy sao? Mình chỉ xin khẳng định nhẹ nhàng một câu thôi. Comment của người Trung Quốc thể hiện sự kém hiểu biết của họ. Họ không có kiến thức về tiếng Việt, cũng không có kiến thức về tiếng Nhật mà chỉ đưa ra khẳng định bằng cảm tính. Đúng là chữ tượng hình có ý nghĩa, nhưng nó không đến mức là thần thánh như kiểu là tinh hoa, mất đi là mất hết. Chữ tượng hình hay là Latin, bản chất là để ký âm ngôn ngữ nói. Chỉ cần nó ký âm đủ và đúng, tiện lợi thì nó chính là công cụ hiệu quả nhất trong việc lưu giữ truyền tải văn hóa. Hơn nữa, dù chữ tượng hình có ưu tú đến mấy thì vẫn cần bính âm bằng chữ Latin để hội nhập. Các bạn Trung Quốc cũng phải nhắn tin phiên âm bằng chữ Latin để rồi chuyển sang chữ Hán đấy thôi. Về vấn đề chữ quốc ngữ của Việt Nam, để mình thử giải thích nhé. Chữ viết là công cụ để truyền tải tri thức, chữ tượng thanh dễ học, dễ ghi nhớ hơn chữ tượng hình, nên Việt Nam chuyển từ sử dụng chữ tượng hình là Hán Nôm sang chữ tượng thanh là chữ quốc ngữ là một điều hiển nhiên, đây là xu hướng của thời đại. Còn lý do vì sao tiếng Nhật vẫn phải giữ chữ Hán ư? Đơn giản thôi, vì âm của tiếng Việt đa dạng và phong phú hơn tiếng Trung và tiếng Nhật, nên có thể là tinh hóa, và nó phong phú đến nỗi dù ký âm cũng có thể phân biệt được nghĩa. Trong khi đó, đối với tiếng Nhật thì họ chỉ có 4 nguyên âm như là A, E, U, I, O, ghép với 11 phụ âm nên nếu họ là tinh hóa ngôn ngữ thì hiện tượng đồng âm xảy ra rất nhiều. Không thể hiểu nghĩa được khi viết dưới dạng một văn bản, thêm nữa là chữ kanji rất gọn. Chỉ một chữ có thể diễn tả được nghĩa mà chữ katagana và hiragana phải viết rất nhiều ký tự mới diễn tả được.
Các bạn Trung Quốc có nói gì thì nói, cái quan trọng là Việt Nam có ngôn ngữ riêng và ông bạn phương Bắc nào muốn sống ở Việt Nam thì phải dùng tiếng Việt, chứ không phải là dùng tiếng Trung hay tiếng gì khác. Và khác với sự khó chịu ra mặt của một bộ phận các bạn cư dân mạng Trung Hoa, các bạn Nhật Bản có suy nghĩ tích cực hơn hẳn. Mới đây trên YouTube thì có một video bằng tiếng Nhật đã được đăng tải với tiêu đề "Tại sao người Việt không dùng chữ Hán?". Được biết thì video do một cô bạn người Việt tên là Duyên đăng tải để giải thích cho người Nhật hiểu hơn về nguồn gốc của tiếng Việt và sự khác biệt về ngôn ngữ giữa Nhật Bản và Việt Nam. Trong đó thì cô gái nhấn mạnh một ý, Nhật Bản vẫn giữ tiếng Hán, còn tiếng Việt thì không, dù đã trải qua 1.000 năm đô hộ. Bên dưới video thì có rất nhiều bạn netizen Nhật Bản đã bình luận ý kiến riêng của họ. Đa số là những comment rất ủng hộ video và họ nói rằng là họ yêu tiếng Việt nhiều hơn sau khi xem hết video này. Chúng ta hãy cùng nhau điểm qua một vài bình luận nhé. Thích lịch sử Việt Nam nhưng không nói được tiếng Việt, giờ tôi mới biết là Việt Nam đã từ chối chữ Hán, tôi đã học được rất nhiều. Tôi đã hiểu tiếng Việt hiện nay ra đời như thế nào, thì ra nó không giống như chữ Hán. Việt Nam và Nhật Bản đã có mối quan hệ lâu đời. Theo Wikipedia, vào đầu thế kỷ 17, khi cảng Hội An được Nguyễn Huân mở ra, hàng trăm thương nhân Nhật Bản đã sinh sống ở đó. Tôi yêu Việt Nam. Tôi hiểu rồi, chữ Kanji không phổ biến ở Việt Nam nên không cần thiết phải biến nó thành quốc tự. Để viết bằng ngôn ngữ của đất nước bạn cho đến ngày nay, chắc hẳn đó là một cuộc đấu tranh sinh tồn. Tốt nhất là Việt Nam nên giảm bớt ảnh hưởng của Trung Quốc và chỉ vay mượn văn hóa chữ Hán. Chẳng bao lâu nữa, Nhật Bản có thể là quốc gia duy nhất trên thế giới sử dụng chữ Hán. Có một điều rất thú vị các bạn ạ, đó là cuối cùng, chữ Hán không còn ở Việt Nam, nước láng giềng bị Trung Quốc cai trị trong một thời gian dài, mà lại chỉ có Nhật Bản, quốc gia chưa bao giờ bị Trung Quốc cai trị là còn lại chữ Hán. Chữ quốc ngữ không chỉ đại diện cho nét đặc trưng của quốc gia, mà còn mang ý nghĩa lịch sử sâu sắc qua nhiều thời kỳ. Việt Nam đã trải qua nhiều cuộc chiến tranh mất mát, vô số xương máu, được học hỏi, được tiếp thu chữ viết của những quốc gia khác. Rất hiếm thấy có thứ tiếng nào có sức sống mạnh mẽ và bền dai như tiếng Việt. Trải qua hơn 1.000 năm Bắc thuộc, cho dù là dân ta buộc phải học và dùng ngôn ngữ của kẻ xâm lược, nhưng tiếng Việt vẫn tồn tại nguyên vẹn và không bị tiêu diệt như tiếng nói của không ít dân tộc khác từng bị người Hán chinh phục. Chúng ta đã hòa nhập nhưng không hòa tan, chúng ta nỗ lực thay đổi sao cho phù hợp với văn hóa nước nhà, chính là thể hiện quyền độc lập tự chủ và chứa đựng lịch sử hào hùng của dân tộc trong từng con chữ. Không thể nào đem tiếng Việt ra so sánh hơn thua với bất kỳ nước nào. Tiếng Việt còn là nước ta còn, tiếng Việt là một và duy nhất. Chính vì vậy, ngày nay có rất nhiều người nước ngoài họ đang học tiếng Việt, yêu tiếng Việt và nói tiếng Việt chẳng kém gì người bản xứ. Việc học tiếng Việt và sẽ giúp cho người nước ngoài có được nhiều cơ hội làm việc hơn, tự chủ động trong các hoạt động hàng ngày và hòa nhập tốt hơn với thế giới. Là người Việt Nam, chúng ta hãy tiếp tục sứ mệnh mang tiếng Việt đến gần hơn với bạn bè quốc tế. Bởi lẽ là tiếng ta còn thì nước ta còn, đúng không nào các bạn? Đến đây thì mình cũng phải nói lời chào tạm biệt các bạn để khép lại video. Cảm ơn các bạn đã theo dõi đến giây phút này. Đừng quên bấm like và nhấn nút đăng ký kênh Việt Nam Stronger để ủng hộ mình, cũng như cập nhật những tin tức mới nhất về Việt Nam xinh đẹp. Nếu có thông tin gì muốn nghe, muốn xem, hãy bình luận bên dưới để thông tin cho mình biết nha. Mình luôn đón nhận những ý tưởng thú vị từ các bạn. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại ở các video tiếp theo.